vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Thần đồng tử vi cho biết sự thật cuộc đời. Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, từ 41 tới 70 tuổi, số hưởng lộc bề trên, phất mạnh nhiều tiền vô kể, đổi đời giàu khủng rất sớm. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta là chuỗi ngày của quá trình nhân quả. Ở trong quá trình đó, có người sắp nhận nghiệp dữ mà tới phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến từ xấu thành tốt là do cái đức năng của người ấy. Ngược lại, cũng có những người liên tiếp gặp may mắn, giàu sang phú quý, nhưng cuộc sống hàng ngày đã tạo tác nên nghiệp bất thiện, nên có thể nghèo đói túng thiếu, ngập trong biển nợ. Bất cứ khi nào, đức năng thắng số chính là như vậy. Sống có đức độ, ắt thắng số phận nghiệt ngã do nghiệp tạo ra. Và vận trình cuộc đời của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, từ năm 41 tuổi đến năm 70 tuổi, cũng là một chuỗi quá trình nhân quả như thế. Vất vả đắng cay, nỗ lực hết mình, nhưng cuối cùng ắt thu hái về trái ngọt, đổi đời giàu sang phú quý, vạn người kính nể, ung dung hưởng phúc an nhàn đến hết đời. Vậy thì vận trình của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, cụ thể sẽ diễn ra như thế nào? May mắn nào sẽ được nắm bắt, xui xẻo nào sẽ được tránh xa? Hãy cùng Tử Vi tìm hiểu qua video dưới đây, quy mệnh chủ nhé. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của tuổi Giáp Tý 1984. Hai vận mệnh người tuổi Giáp Tý 1984 diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 41 tuổi tới năm 70 tuổi, trên từng phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo, sức khỏe. Ba tương sinh, tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Giáp Tý 1984. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu chi tiết nội dung dưới đây. Quý vị đang theo dõi video với nội dung Thần đồng tử vi cho biết sự thật cuộc đời. Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, từ 41 tới 70 tuổi, số hưởng lộc bề trên, phất mạnh nhiều tiền vô kể, đổi đời giàu khủng rất sớm. Trước tiên, Tử Vi xin được gửi đến quý vị và các bạn bố cục của quẻ luận ngày hôm nay. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của tuổi Giáp Tý 1984. Giáp Tý 1984, mạnh mẽ kỹ tính, thích tìm tòi, sáng tạo, luôn giải quyết công việc một cách nhanh nhạy. Giáp Tý là người đa mưu túc trí, sống khép kín, khéo che đậy nội tâm bằng vẻ ngoài đơn giản, chỉnh tề, khiến người khác khó đoán biết được những suy nghĩ cũng như hành động của họ. Giáp Tý suy nghĩ rất thực tế, đối với họ, muốn lo được cho người khác thì trước hết phải lo được cho bản thân mình. Họ thích sự công bằng, sòng phẳng có qua có lại, hải trung kim là vàng dưới biển, báu vật giấu dưới long cung, nổi bật quý phái, nhưng bị chìm lắng xuống đáy đại dương, khó thấy, khó tìm, phải được phát hiện bằng xung phá. Sau đó cần một thế hỏa cực vượng để nung luyện. Do vậy, tài năng của Giáp Tý tiền vận chỉ dạng tiềm ẩn, bộc lộ rõ ràng nhất khi được xung phá mạnh mẽ từ những cú sốc tâm lý, hoặc khi hoàn cảnh sống thay đổi, khiến Giáp Tý buộc trong tâm thế phải thay đổi, và từ đó cần lửa luyện linh đan là lưu trung hỏa tôi luyện, để trở nên hình dạng mong muốn. Khi được luyện thành hình linh đan,
là lúc Giáp Tý bước sang một cuộc sống mới hoàn toàn, tài năng hiển lộ, thành công vững chắc. Giáp Tý 1984, cực kỳ chăm chỉ kiếm tiền. Họ yêu thích mua sắm, nhưng không tiêu xài quá nhiều đồ xa xỉ, luôn biết tiết chế bản thân với những thứ không cần thiết. Giáp Tý hiểu sâu sắc giá trị của đồng tiền, không sợ vất vả để kiếm tiền. Họ có thể làm những công việc nặng nhọc, gian khổ nhất mà không nề hà bất cứ điều gì. Sự tự chủ, thận trọng và kiên nhẫn giúp cho mệnh chủ có được nhiều thành công trong cuộc sống. Giáp Tý có lòng tự trọng cao, thích làm việc một cách đàng hoàng, không lợi dụng thủ đoạn để giải quyết vấn đề, mặc dù họ cũng có nhiều tiểu xảo. Nghi binh, họ là những người có tính kỷ luật cao, luôn tích cực chủ động trong công việc, nên nếu trở thành lãnh đạo sẽ dễ tạo áp lực cho nhân viên của họ. Giáp Tý khôn ngoan, linh hoạt, sẽ rất thành công trong lĩnh vực tài chính, kế toán hay kiến trúc, xây dựng. Giáp Tý là chuột trong nhà, thủ nhỏ dễ gặp hoạn nạn, phải nhờ cậy cha mẹ, anh chị em, trung vận lại rất phát triển, thông minh, giỏi giang, đương số có khả năng điều chỉnh suy nghĩ của người khác. Họ biết tận dụng giữ khôn khéo thông minh của mình để đạt được mục đích. Khi đối đầu với thử thách, mệnh chủ luôn là người giành phần thắng và luôn là người có khả năng thích nghi một cách nhanh chóng với mọi hoàn cảnh. Đàn ông Giáp Tý luôn kính trên, nhường dưới, tôn trọng những người trên mình, là người che chở, bảo vệ và rất yêu thương gia đình. Phụ nữ Giáp Tý rất thu hút và quyến rũ, là một bà chủ gia đình đảm đang, rất nuông chiều con cái và là hậu phương vững chắc cho chồng. Vận trình vận mệnh của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, được dự báo qua 12 tháng sinh âm lịch. Tháng 1, là người thông minh, tài giỏi, nhưng tính cách lại quá bảo thủ và độc đoán, trong cuộc sống gặp phải nhiều thăng trầm, nhưng cuối cùng cũng thành công trong sự nghiệp. Tháng 2, đây là những người dễ gần, tính cách thân thiện, giỏi ăn nói và thích kết giao bạn bè, trong cuộc sống được quý nhân giúp đỡ nên khá thuận lợi và may mắn. Tâm hồn lãng mạn, thích hợp theo nghề nghệ thuật. Tháng 3, là người ít nói, không thích giao tiếp với người khác, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, từng bị phản bội, khi ra ngoài cần cẩn thận hơn. Tháng 4, tính cách mềm yếu, dễ bị dụ, cần chú ý hơn nữa tới các mối quan hệ xung quanh, không liên kết bạn bừa bãi, đề phòng kẻ gian lợi dụng. Tháng 5, là người thông minh, tính cách mạnh mẽ, có danh tiếng và hy vọng khá cao trong công việc, trong cuộc sống đôi khi gặp phải nhiều khó khăn, vất vả, nhưng có số giàu sang. Tháng 6, là người có tài, nhưng tham vọng lại quá lớn, trong công việc hay xảy ra xung đột, cãi vã với đồng nghiệp, nên chú ý tới sức khỏe bản thân, đề phòng các bệnh như đau đầu, stress. Tháng 7, là người có tài, nhưng tính cách lại khá nóng nảy, vận số khá tốt, trong công việc, không có điều gì phải lo lắng. Tháng 8, là người giỏi giao tiếp, có năng lực trong công việc. Tuy nhiên, cần chú ý tu tâm dưỡng tính nhiều hơn, làm việc phải thận trọng và suy nghĩ kỹ càng. Tháng 9, là người hiền lành, thật thà, nhưng lại khá thận trọng và không thích giao tiếp. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả, có nhiều chuyện buồn phiền. Tháng 10, là người học rộng, biết nhiều, tư duy nhạy bén, nhưng không biết nắm bắt thời cơ, thành công khá muộn. Tháng 11, tính cách âm trầm, khó đoán, thích một cuộc sống tự do, thoải mái, vận số khá tốt đẹp và thuận lợi. Tháng 12, tính cách hào sảng, hay quan tâm giúp đỡ người khác. Những người này cuộc sống khá bận rộn, không có nhiều thời gian cho gia đình. Xem bói ngày sinh hay xem ngày sinh đại cát của người tuổi Giáp Tý 1984 thực sự là thông tin thú vị cần thiết mà bạn mệnh nên tìm hiểu trong khuôn khổ video này. Kênh Tử Vi xin đưa ra dự đoán hung cát để từ đó trở thành cơ sở luận số mệnh. Mùng 4 âm lịch, mệnh chủ sinh ngày này vốn là người thông minh, hiếu học, tài trí siêu quần, nữ giới lấy được người chồng hiền lành, chân thật, nam giới lấy được người vợ thảo hiền, tài đức. Những năm đầu vận trình vững vàng, ổn định, trung vận có tài sản tích lũy,
hậu vận các tường an vui, viên mãn. Người tuổi Tý sinh vào ngày 13 sẽ gặp nhiều điều tốt, hồng phúc to lớn, có các tinh soi chiếu nên phúc lộc có thừa, phú quý viên mãn. Cuộc đời không có gì phải lo buồn, sướng từ trong trứng cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, tài lộc dồi dào, tiền đồ vô cùng rộng mở. Ngày 25 được xếp vào một trong những ngày sinh tốt của người tuổi Tý. Sinh vào ngày này thì nam mệnh rộng lượng, thích làm việc tốt, tính tình phóng khoáng, lấy vợ hiền lương, nữ mệnh cần kiệm, lo toan giỏi, vun vén việc nhà, cuộc sống an vui, có số vượng phu, ích tử. 2. Vận mệnh người tuổi Giáp Tý 1984, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 41 tuổi tới năm 70 tuổi, trên các phương diện, bước sang năm 2024, mệnh chủ Giáp Tý 1984 đã bước vào tuổi 41. Người tuổi Giáp Tý có tham vọng khá lớn trong năm Giáp Thìn 2024. Đây là tiền đề để họ nắm bắt cơ hội đến với mình và biến ước mơ thành hiện thực. Diễn biến tài lộc năm nay có nhiều tín hiệu tích cực nhờ những cơ hội vàng trong công việc, đặc biệt là giai đoạn đầu năm. Theo đó, tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, công việc thuận lợi kéo theo thu nhập tăng cao, nghề tay trái hay tay phải đều mang về cho bạn một khoản lợi nhuận không nhỏ. Ngoài ra, tuổi Giáp Tý cũng nhận được sự giúp đỡ từ những người bên cạnh, nên việc kiếm tiền càng thuận lợi hơn. Lời khuyên cho tuổi Tý là tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch và tránh để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới chuyện làm ăn kinh doanh, đồng thời chú ý trong việc giao tiếp với mọi người, tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết. Với nỗ lực gặt hái thành tựu trong công việc, người tuổi Giáp Tý còn nhận được sự giúp đỡ của những người bên cạnh. Thế nhưng họ vẫn cần chú ý, tránh tâm lý quá khích hay chủ quan. Các kế hoạch, nếu không có tính toán cụ thể, dễ gặp phải thất bại hay bỏ cuộc giữa chừng. Về sức khỏe, tuổi Giáp Tý cần tránh những trạng thái u uất, gây hại cho bản thể. Khi có điều không vừa ý, hãy giải tỏa bằng cách tĩnh tâm hoặc chia sẻ với bạn đời, người tri kỷ. Hãy thả lỏng cơ thể và tinh thần, suy nghĩ tích cực để đón nhận những điều may mắn tốt đẹp trong cuộc sống vào năm 2025. Mệnh chủ Giáp Tý đã bước sang tuổi 42, tài lộc vẫn khá, vẫn làm ăn được, mặc dù vận niên không tốt, phải đề phòng hồ sơ, giấy tờ sổ sách, kẻo không khéo còn bị liên quan đến pháp luật. Vốn là người thông minh, khôn ngoan, trên mặt giao tế được nhiều người yêu mến kính trọng. Những người tuổi Giáp Tý đang yêu hay đã bước vào hôn nhân cũng sẽ quá bận rộn và không có thời gian để đồng hành cùng người bạn đời của mình, khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên xa lạ, có thể nảy sinh vấn đề nếu không được giải quyết kịp thời. Ở đây khuyên những người tuổi Giáp Tý, dù bận rộn công việc cũng đừng bỏ qua tình cảm của mọi người xung quanh. Về sức khỏe trong năm nay, nhìn chung bản mệnh không mắc trọng bệnh, dễ gặp dữ hóa lành. Có điều, nhiều thời điểm trong năm sức khỏe suy giảm, tuổi Tý dễ đổ bệnh, dù không phải bệnh nguy hiểm, nhưng cũng gây không ít rắc rối cho cuộc sống và vấn đề tài chính. Theo đó, trong cuộc sống hay lao động, tuổi Tý cần nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn, chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan. Có như vậy mới tránh được nguy hiểm bất ngờ. Bước vào vận trình từ 43 đến 50 tuổi, mệnh chủ Giáp Tý 1984, nữ mạng, năm 43 tuổi, có nhiều việc buồn phiền, năm nay làm ăn lớn sẽ bị thất bại. Cuộc sống có nhiều việc lo âu. Vào những tháng 5, 7 và 9 năm 41 tuổi, tài lộc dồi dào, công việc làm ăn thuận lợi. Vào những tháng 4, 7 và 10 âm lịch, năm 45 tuổi, xấu vào tháng Giêng còn 2 và 3 có tài lộc, tháng 6, 7, không nên đi xa. Ngoài ra, những tháng khác trung bình, năm 46 và 47 tuổi, làm ăn phát đạt, tình cảm vượng phát mạnh, năm 48 và 49 tuổi, nên cẩn thận về tiền bạc, vào năm 48 tuổi, kỵ tháng 9, năm 49 tuổi, nhiều tai hại vào tháng 4, năm 50 tuổi, đầy triển vọng về tiền bạc cũng như tình cảm,
đối với mệnh chủ Nam Mạng. Năm 43 tuổi, gặp sao Kế Đô, hạn địa võng, trong nhiều năm có nhiều đau buồn, bệnh tật hay tan khó bất ngờ cần nhẫn nại. Cầu trời Phật cho qua khỏi tai ương, năm này có nhiều khó khăn nhất xảy ra trong đời bạn, nên sáng suốt và bình tĩnh trước mọi biến động trong gia đình, cũng như về mặt xã hội, tình cảm. Những vấn đề này thường xảy ra ở khoảng giữa năm, qua 44 tuổi, thì vững vàng, bù đắp lại những đau buồn, sự nghiệp cũng tiến lên, tiền tài đầy đủ, ra đạo trở nên yên hòa, êm ấm. 45 đến 47 tuổi 2 năm nay, cuộc sống bắt đầu trỗi dậy và phát vượng mạnh mẽ nhất. Nghề nghiệp và tiền bạc cũng phát, ra đạo vui tươi, phần con cái có bệnh tật hay thay đổi nghề nghiệp, việc làm. Phần cá nhân có đau ốm nhỏ. Vào năm 46 và 47 tuổi, một lần đau nặng vào năm 47. Ngoài ra, việc làm ăn gia đạo vẫn tiến triển đều đặn. Từ 47 đến 50 tuổi, việc ra đạo có nhiều bê bối, cá nhân thường có bệnh tật trầm trọng. Nếu vượt qua được, thì có phần ảnh hưởng đến con cái. Ra đạo thường có sự bất an. Năm 48 tuổi tạm yên, 49 có nhiều thay đổi nhà cửa hay việc làm. Từ 51 đến 55 tuổi, nữ mạng Giáp Tý, năm 51 tuổi, tài lộc và tình cảm thuận lợi, có phát triển về nghề nghiệp. Năm 52 tuổi, có thể gặp nhiều may mắn vào tháng 8 trở đi. Năm 53 tuổi, cuộc sống bình thường, thỉnh thoảng ốm vặt. Năm 54 và 55, gia đình êm ấm, tài lộc điều hòa, mọi việc làm ăn đều có thể phát triển được. Đối với Nam Mạng, khoảng thời gian này trung bình, tiền bạc ra vô đều đặn, không có những thất bại nữa, mà chỉ còn nắm lấy thành công. Tuổi Giáp Tý qua năm 51, 52 tuổi con cháu có tấn phát, tài lộc điều hòa. Tuổi 53 và 54, phần con cái tấn phát mạnh hơn, phần cá nhân trong tình trạng bình thường, cuộc sống không có gì thay đổi quan trọng. Từ 56 đến 60 tuổi, nữ mạng Giáp Tý, năm 56 tuổi, có nhiều hay đẹp. Năm 57 nên chăm chút cho bản thân, tình cảm vượng phát, tiền bạc dư giả, cẩn thận việc xuất hành rất có tai hại, nhất là tháng 6 năm 58 và tháng 10 năm 59 tuổi, năm 60 tuổi, được đầy đủ, gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Năm này bản thân không có việc gì quan trọng xảy ra. Còn mệnh chủ Nam Mạng, số này có thể biến đổi về thân thế trong những năm 55, 56, 2 năm giằng co với sự sống. Tuy nhiên, nhờ ở phước đức gia tộc, có thể kéo dài, con cháu có phần phát đạt tột độ vào những năm từ 55 đến 60 tuổi. Lúc này tiền bạc ít hao hụt, vào nhiều ra ít, cẩn thận cho bản thân vào những năm này. Bước vào vận trình từ năm 61 đến 70 tuổi, người tuổi Giáp Tý cần chú trọng sức khỏe tinh thần. Khi tinh thần vui tươi thoải mái, bản mệnh sẽ thấy cuộc sống ít muộn phiền và cũng không phải lo lắng bệnh tật. Nếu vẫn còn tham vọng theo đuổi công danh hay tiền bạc, tuổi này nên chú ý làm việc vừa sức, cũng cần thận trọng trong kinh doanh hay đầu tư. Không nên vội vàng vì cái lợi trước mắt mà mắc sai lầm. Ngoài ra, hãy tránh tranh chấp tài chính với người khác và đặc biệt chú ý khi ký kết hợp đồng. Thỏa thuận, ra đạo khá êm ấm, hòa thuận là trụ cột trong gia đình. Họ nên duy trì lối sống và tác phong mẫu mực để làm gương cho thế hệ sau. Về sức khỏe, nên chú ý bệnh cao huyết áp, đường huyết, mỡ máu, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, hàng năm. Ba tương sinh, tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Giáp Tý 1984. Giáp Tý sinh năm 1984, hợp màu gì? Màu sắc được xem là một yếu tố vô cùng quan trọng và được mọi người quan tâm. Mỗi khi tìm hiểu về bản mệnh, việc chọn màu sắc phù hợp, tức là sẽ mang đến sự may mắn, tài lộc và bình an. Giáp Tý sinh năm 1984. Hợp màu gì? Cần dựa theo nguyên tắc tương khắc trong ngũ hành để có thể giải đáp được. Màu hợp, theo thuyết ngũ hành và quy luật tương sinh tương khắc, thì thổ sinh kim. Do đó, các màu sắc thuộc hành thổ như màu nâu đất,
màu vàng sẽ mang màu sắc tương sinh với tuổi sinh năm 1984. Cũng theo thuyết ngũ hành và quy luật tương sinh, tương khắc, các màu sắc thuộc hành kim như xám, trắng, ghi là màu bản mệnh của người sinh năm 1984, màu kỵ. Theo thuyết ngũ hành và quy luật tương sinh, tương khắc thì hỏa khắc kim. Những người sinh năm 1984, mệnh kim, nên tránh xa các màu sắc thuộc hành hỏa như cam, đỏ, hồng, tím. Giáp Tý sinh năm 1984, hợp với con số may mắn nào? Con số hợp dựa vào cửu tinh. Những số hợp với mệnh cũng được quy ra dựa trên các nguyên tắc về sự tương hợp trong ngũ hành. Giáp Tý mệnh kim sẽ hợp với các số thổ sinh kim 02, 58. Giáp Tý mệnh kim cũng tương hợp với các số hành kim 6, 7. Con số khác theo quy luật ngũ hành tương khắc, mệnh khắc với mệnh kim, đó chính là hỏa và mộc theo các con số 3, 4, 9. Giáp Tý sinh năm 1984, hợp tuổi nào, tuổi hợp, xét theo thiên can và địa chi, nữ mệnh, sinh năm 1984, khi làm việc sẽ rất hợp với người có tuổi canh ngọ, bính dần, giáp tý hay kỷ tỵ. Còn đối với việc kết hôn thì sẽ rất hợp với những người chồng có tuổi, canh ngọ, kỷ tỵ, bính dần, giáp tý đồng tuổi, quý hợi, nhâm thân. Nam mệnh sinh năm 1984, khi làm việc nên hợp tác cùng người tuổi, bính dần, nhâm thân, giáp tý đồng tuổi, canh ngọ, kỷ tỵ. Còn khi chọn người phụ nữ để kết hôn thì nên lấy người cùng tuổi giáp tý, quý hợi hoặc tuổi kỷ tỵ, bính dần, canh ngọ. Tuổi kỵ với nam mệnh sinh tuổi giáp tý là tuổi tân dậu, quý dậu, kỷ mão và đinh mão. Tuổi kỵ với nữ mệnh sinh tuổi giáp tý là tuổi đinh mão, tân dậu, quý dậu, kỷ mão. Giáp tý sinh năm 1984, hợp hướng xây nhà nào dựa vào hành hợp khắc trong ngũ hành, cung mệnh nam nữ để có thể xác định được hợp tốt xấu. Năm tuổi Tý 1984, hợp hướng Tây Nam, Thiên Y, Tây Bắc, sinh khí, hướng Tây, phục vị và hướng Đông Bắc, diên niên. Ngoài ra, năm tuổi 1984 này cũng cần phải lưu ý những hướng xấu sau: Đông, tuyệt mạng; Nam, ngũ quỷ; Đông Nam, lục sát; và hướng Bắc, họa hại. Nữ tuổi Tý 1984, hợp hướng Tây, diên niên, Tây Nam, sinh khí, Tây Bắc, Thiên Y và Đông Bắc, phục vị. Ngoài ra, nữ sinh năm 1984 cần lưu ý các hướng xấu sau khi đã chọn phương hướng, bao gồm Đông, lục sát; Nam, họa hại; Đông Nam, tuyệt mạng; và Bắc, ngũ quỷ. Vật phẩm phong thủy hợp với tuổi giáp tý sinh năm 1984. Đối với tuổi giáp tý sinh năm 1984 mệnh kim, bạn nên chọn những cây có màu trắng hoặc ghi và nâu, vàng. Đó là những cây đế vương, cây ngọc ngân, cây kim tiền, cây câu nhật, cây cọ nhật. Ngoài ra, bạn có thể chọn những vật phẩm như quả cầu đá phong thủy. Loại cầu đá này sẽ đem đến những điều may mắn về tiền, vật gốm sứ, theo thuyết ngũ hành tương khắc, thổ sinh kim. Vì thế, người mệnh kim, đặc biệt là giáp tý, nên sử dụng các vật dụng làm bằng đất, thổ, sẽ hợp phong thủy, đem lại những may mắn. Quan mờ thiên phù, tượng mang màu may mắn cho tuổi giáp tý. Đó là màu nâu tổng thể của bức tượng, là một vị Phật có ba gương mặt quay về ba phía. Xung quanh là hàng ngàn cánh tay chia ra. Quý mệnh chủ thân mến, muốn làm nên sự nghiệp, trước hết phải biết làm người. Thế nhưng làm người như thế nào? Con người cũng cần phải có những tố chất nào để có thể trở thành một con người chân chính, có được nền tảng vững chắc để thành công và xây dựng sự nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, người xưa đã đúc kết một số phép tắc cơ bản để mọi người có thể tham khảo. Một, khoan dung. Cảnh giới cao nhất của tâm nhân hậu, một người có tấm lòng khoan dung, nội tâm tự nhiên sẽ yên tĩnh, bình hòa, khoan dung và tha thứ cho người khác, cũng chính là bao dung cho bản thân. Quý vị thân mến, ở phần cuối của chương trình
là chuyên mục cảm ngộ nhân sinh. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Có câu nói, cha mẹ giàu, con thông thả, cha mẹ nghèo còn vất vả, gian nan. Cũng vì lý do này mà nhiều bậc cha mẹ chấp nhận hy sinh thanh xuân của mình để kiếm tiền, mong đổi cho con cái một cuộc sống sung túc. Thế nhưng đâu phải giàu có là điều kiện quyết định hạnh phúc của một gia đình. Đến tuổi trung niên, khi đã trải qua nhiều va chạm, cha mẹ mới nhận ra rằng nỗi đau đớn lớn nhất của họ không phải là không kiếm được nhiều tiền, mà là bốn điều dưới đây. Thứ nhất, thiên vị con cái khi lớn lên, chúng vì tranh giành tình cảm và lợi ích mà xâu xé lẫn nhau, sự tự dặn lòng và yêu thương các con như nhau. Nhưng trong tâm thức, trái tim của cha mẹ vẫn có chỗ dành cho đứa con này nhiều hơn, đứa con kia ít hơn. Con trẻ rất nhạy cảm, chúng nhận thấy rõ sự phân biệt, nhưng vì tuổi còn nhỏ, cùng lắm cũng chỉ là một chút cảm giác thiếu an toàn, và vì phải phụ thuộc vào cha mẹ, chúng sẽ mặc nhiên chấp nhận. Đến tuổi trung niên, cha mẹ mới biết đau đớn lớn nhất của gia đình không phải là thiếu tiền. Tuy nhiên, sống trong sự thiên vị của cha mẹ, đứa trẻ được cha mẹ yêu thương hơn thường sinh ra tâm tự mãn. Đi theo đó, đứa trẻ ít nhận được tình yêu thương hơn, lại sinh ra tâm oán, tự giận, tự ti. Đến khi trưởng thành, những đứa trẻ đã thành thục thói đố kỵ. So sánh hơn, thù chúng sẽ ngấm ngầm hoặc công khai cạnh tranh với nhau, chỉ trích lẫn nhau. Khi cha mẹ đến tuổi trung niên, bất kể là đứa nào thành công hơn đứa nào quậy phá hơn đứa nào, thì đều là bi kịch của người làm cha, làm mẹ. Từ nhỏ, anh em trong nhà đã không yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đến lúc trưởng thành, vì lợi ích riêng, chúng lao vào cắn xé lẫn nhau. Chúng cũng chẳng kiêng nể gì mà trách cứ, khiến cha mẹ biết thiên vị chúng như thế nào trong gia đình. Mâu thuẫn xảy ra, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, và đỉnh điểm là tranh giành quyền thừa kế, phải đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Người làm cha mẹ còn điều gì đau lòng hơn như thế? Thứ hai, số con sống dựa vào danh tiếng của cha mẹ và xã hội, đi đến đâu cũng gây rắc rối. Người xưa có câu, xà trên không thẳng, xà dưới cong, cha mẹ không làm gương, khó trách con hư hỏng. Có những người lớn lên, hãy gặp chuyện là mở miệng xưng oai, biết bố tao là A không, biết ông cậu con nhà bà dì tao là ai không. Ngay cả khi gia đình họ không thuộc hàng gia thế hiển hách, họ cũng khoe. Thậm chí còn huynh hoang khi có bố hay anh em trong nhà là tay trần xã hội đen hay là ông này bà kia. Khi giao tiếp xã hội, họ sẽ mang danh tiếng gia đình ra oai với thiên hạ. Những người này chính là sản phẩm của những người cha mẹ đã xúi con mình sống dựa hơi vào gia đình. Việc con cháu chúng ta ra ngoài, người ta vẫn chỉ chỏ, nó là con ông A không nên động vào đâu. Không phải là điều đáng tự hào như lầm tưởng của nhiều cha mẹ. Đó là biểu hiện của sự ám ảnh rằng người khác phải kính nể gia đình mình. Điều này không có gì hay ho, cũng không mang đến lợi ích tốt đẹp gì cả. Theo năm tháng, các mối quan hệ của trẻ dần bị thu hẹp. Chúng không có cơ hội được tiếp cận với con cái nhà tử tế. Từ đó chúng dễ bị bạn bè xấu dụ dỗ, đi vào con đường tội lỗi, gây rắc rối cho chính mình và rước họa về cho cha mẹ. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Thần Đồng Tử Vi cho biết. Sự thật cuộc đời, tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, từ 41 tới 70 tuổi, số hưởng lộc bề trên, phất mạnh nhiều tiền vô kể. Đổi đời giàu cũng rất sớm, từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.